nước, nước không có một miếng nước uống luôn, không có nước uống. Đã chị sắp thùng nè, để sẵn vậy. Chị bà đang con chờ con hả? Dở lắm luôn. Đây, nó bởi gà bể mà nó nứt, nó gãy ngang hết luôn nè. Ôi, bao nhiêu mà khổ như năm nay chú ơi. Dạ. Tôi hết gạo, tôi đi mượn đỡ 1 ký 2 ký chứ nước giờ mượn không ai coi. Dạ. Một khối rưỡi vậy là 300. Một khối rưỡi nước là 300 ngàn. Ờ, khối rưỡi nước 300. Trời ơi. Người mà ví dụ mấy người mà khó khăn mà đi bán vé số mà chắc cho ở dơ luôn chứ sai gì nói. Trời ơi chứ. Còn đây là hồ nuôi cá đây. Đây. Hồ này thì nổi mà thanh niên mà. Thanh niên mà. Nước cây của mình đó ha. Nước cây đó. Nước cây bây giờ là ban đêm á chứ giờ nó đâu có gì giọt nào. Nó chảy ra hôm Tết với mưa. Từ hôm Tết tới giờ luôn hả bà ha? Ừ, giờ mưa chắc lúc đó tôi chết rồi. Trời mà đợi ông trời mưa cao thăm thẳm nè. Bước chân miền Tây mến chào cô chú anh chị và các bạn. Bước chân miền Tây đang ở địa điểm là Tân Lập thuộc Cần Giuộc, tỉnh Long An. Trong những ngày qua thì nơi đây bà con đang thiếu nước ngọt trầm trọng, đang rất là khó khăn trong cái mùa nắng nóng như thế này. Ở đây cô chú anh chị các bạn xem đây. Đây là một cái bảng để cá nuôi là do bị chữ ngược rồi. Đây. Cá nuôi. Bước chân miền Tây đang đứng trên một cái ao nuôi cá của một hộ người dân sinh sống ở đây. Còn đây là hồ nuôi cá đây. Đây. Hồ này thì người ta nuôi cá lóc, cá rô. Mà hiện tại thì mọi người xem đi. Nứt nẻ như thế này rồi. Không biết có còn con cá nào nữa hay không nữa. Đó, ao bình thường bà con phải nuôi cá rô, rồi nuôi cá lóc này kia nọ. Mà bây giờ nè. Cái ao cũng mình thấy cũng nhỏ nhỏ. Nhìn cái mặt ao nứt nẻ hết trơn. Nhìn lại cái bảng để chữ cá nuôi. Và trong video lần này thì bước chân miền Tây sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cũng như là đời sống của bà con trong cái giai đoạn khô hạn và sự khó khăn trong cái lúc thiếu nước ngọt này. Hy vọng cô chú anh chị các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng với bước chân miền Tây. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh cho bước chân miền Tây một like, một bình luận. Bây giờ bước chân miền Tây sẽ đi theo cái tuyến đường quê này đi dài vô để xem đời sống của bà con như thế nào nha. Cá gì cô? Cá gì cô? Cá lóc rồi. Cá lóc rồi. Giờ khô hết rồi hả? Dạ, khô rồi. Dạ. Dạ, khô lâu chưa con? Khô hôm nay có nửa tháng. Dạ. Dạ. thấy là cái hồ có sao mà là hơn nửa tháng nay hả? À. Rồi cá người ta kéo lên hay sao? Thì cạn thế ta bắt. Dạ. Cạn ta bắt. Dạ. Nhà cô ở trong đây hả? Có nước xài đủ không? Nước cũng thiếu. Giờ dạ. Có dạ trên xã ta bơm ta cho đó à. Dở có bữa thì chảy bữa nó không dạ đâu đủ là mới có đủ cách đây có bao lâu con hả đâu có đủ đâu thì hả bữa nào mình thiếu mình xài chở chẳng đỡ đó dạ khô có một cái chỗ màu hào chỗ đồng khô dạ. Đồng khô cỏ cháy. Bây giờ bước chân miền Tây đi đến một cái ao nuôi cá lóc bự hơn cái ao lúc nãy. Chúng ta xem nha. Ôi nứt nè. Thế mình nghĩ mấy cái này có thể trồng ruộng. Nếu mà bình thường nha, trồng ruộng lúa. Còn bây giờ thì thôi thua. Ủa sao đất ở đây nó nứt sâu xuống vụ quá ta. Trời ơi. Nè. Nước đây xuống đó 5 6 tấc luôn á.
bởi vì mấy cái vùng khô hạn như Cà Mau, Kiên Giang là bị sụp sụp đất. Đây một cái ao nuôi cá lóc, ôi không thể nào mà tưởng tượng ra một cái cảnh tượng hải hùng như thế này. Một cái ao nuôi cá lóc, bời mặt ao hiện tại đất nó răng nó nứt nẻ nứt xuống khoảng 5 đến 6 tấc. Để mình tận mắt mình đi xuống dưới một cái lồng của cái ao nuôi cá nha. Ở đây thì chắc đa số bà con nuôi cá lóc, cá rô, cá này cá kia. Từ đây mà xuống đó là khoảng 5-6 tấc nứt đó. Ôi, kinh khủng luôn. Ôi, không thể tưởng tượng ở miền Tây mà lại thấy những cái cảnh như thế này. Miền Tây thì miền Tây sông nước mà. Trên bờ có rau, có rúa, dưới nước thì có cá, có tôm. Thiên nhiên biến đổi khí hậu không biết là trong những năm tới đây thì như thế nào nữa. Ốc chết luôn, chết khô. Đây mình sẽ tiến ra xa phía dưới cái lòng hồ, cái đó vẫn còn đọng một chút nước kìa. Đi trên đây mình đang tưởng tượng là đi trong cái phim kinh dị nào đó, ghê quá. Đây trên đây thì đất to nè, chân của bức tranh miền Tây nè. Đây, cảm thấy được cái bàn chân của mình rất là nhỏ bé với cái độ nứt găng của, giống như là có một cái bàn tay siêu nhiên nào đó tạo nên cái cảnh tượng như thế này. Ôi, như xi măng. Ôi ơi, nhỏ lắm luôn. Đây nó bởi gà bể mà nó nứt, nó gãy ngang hết luôn nè. Ôi ơi, như những cái viên gạch vậy đó. Ôi ơi, thấy ghê vậy nè. Ôi ơi, giống như có một cái sức mạnh vô hình nào đó tạo nên những cái kiệt tác khủng khiếp quá. Nhìn cứ nhỏ như những cái khối gạch đó. Gạch không đung nữa, không nung nữa nè, nó nứt thêm một đường thẳng luôn, ghê quá. Đây mình ra lòng ao nè, chỗ này là đất nó thay đổi màu rồi, màu vàng rồi nè. Đây ốc nè, ốc gạo chết hết rồi. Hồ này chắc của chú trên đó kìa. Của chú. Dạ. Hồ của chú hả? Ở hồ của chú không? Dạ, xuống nói chuyện con chơi. Xuống nói chuyện với con chơi. Ủa nứt quá trời. Dạ xuống đi chơi. Dạ xuống đi chơi. Dạ dạ. Ôi rồi. Còn cá dưới đây không chú? Dạ. Cái chổng nước này là cá vẫn còn nha, nhưng mà do trời thời tiết nắng nóng quá, thành ra cái lượng nước nó bị cái nhiệt độ nó nóng á, con cá nó khờ chân. Giống như là lúc mà 12 giờ trưa, 1 giờ trưa mà nước nó nóng quá như là nước sôi vậy, con cá nằm trong nước sôi nó bị khờ. Ôi. Nè cá này nó chết rồi chú. Nè. Trời ơi, con này nước nóng nóng quá cá chết luôn rồi. Bên kia một con nữa kìa. Trời ơi.
cái lòng này nó còn, tuy nó khô nhưng nó còn lúng, mình không có đi xa được, không có tới xa được. Đó, bên đó có hai con cá nữa kìa, có rô phi. Dạ. Giờ thằng này nó mới vừa tắm xong nó chưa. Cái này là khô hạn quá rồi, mình bắt cá lên hết rồi hả chú? Bơm nước bắt cá lên hết rồi ha. À, cũng khô hạn đó. Dạ, là mình nuôi con gì? Là cá ti đồ này kia nọ. Dạ. Cái hầm này là chú nuôi bao nhiêu năm rồi? À, nay 3 năm. 3 năm dạ. Là có bị có năm nay thôi ha. Năm nay là bị khô hạn quá cạn. Dạ. Mấy năm trước có khi tình trạng không khi nào khô hết. Dạ, con nhìn cái cảnh tượng cái ao hồ mà nó nứt vậy nhìn ghê quá. Năm nay bị hạn á. Dạ. Vậy là phải thắt lên, thắt thu hả chú? Hả? Thắt thu rồi ha. Cá rồi nó chết ghê mà. Cá bị chết hả chú? À, cá nắng nóng quá. Cá phi rồi này kia nọ nó chết á. Chết nhiều không chú? Chết cũng bận mà. Cái ao này nếu mà bình thường là năm rồi không có hoạn là nó còn bám 4 mét. Dạ. Chiều sâu 4 mét nước á. Nếu mà nó khô luôn á. Nếu mà cái mức độ hạn là đỉnh điểm là nó còn khoảng 4 mét nước. 4 mét. Còn năm nay là nó khô luôn. Khô luôn. Cái hồ này là chú nuôi được khoảng bao nhiêu tấn cá? Không có nuôi cá, cũng như cá mình nuôi thiên nhiên ha. Dạ, cá giàu thì thiên nhiên. Chứ ha, không phải là nuôi bán. À dạ. Nuôi cũng như cá bự bự mình bắt ăn. Dạ. Làm thôi. Dạ, cá nó giàu ha. À. Còn giờ nắng nóng quá. Bây giờ là mình bắt giống cá phi rồi mình thả nuôi. À, dạ. Có nghĩa mình tự thả. Chứ không phải là thu hoạch bán cá. Dạ, dạ. Nhưng mà mình cũng bỏ chi phí rồi mình thả cá xuống rồi. Đúng, mình thả giống không. Dạ. Chứ không có tốn chi phí gì nữa. Dạ. Dạ, tính ra thì cũng đỡ ha. À, chứ nếu mà mình đây là cũng là nó lớn thì mình bắt ăn dần dần vậy thôi. Dạ. Mình khỏi mua. Dạ. Chứ không có là nuôi bán. Mỗi năm nay quá trời hạn luôn. Đúng. Bây giờ nước xài không có luôn. Bây giờ nhà chú có nước xài không? Không. Phải đi chợ. Dạ. Nhà chú ơi, bao nhiêu người, đông người không? Đông, khoảng 8 người. 8 người vậy là một ngày mình chợ khoảng bao nhiêu nước cho mình xài đủ chú? Thì bây giờ chạy cái ngoài thì chở ngày nếu khoảng nếu xài y như một lần xài thoải mái thì một ngày khoảng khối. Dạ. Dạ. Còn nếu mà mình xài nín lại thì giờ nửa khối mình nín. Dạ, cảm ơn chú. Rồi. Dạ. Một cái đầu cá của chú. Ốc là cái con sống dai mà cũng chết luôn. Dạ. Chú trên vợ nói là nó ao này nuôi cá lóc là pha luôn. Mà giờ nó thành vậy rồi. Thành cái ao chết rồi. Ao này lớn lắm nha. Rồi. Nhìn cái cảnh là nổi da gà luôn. Thì cũng nói chung cũng tùy khu cô chú anh chị. Chứ không phải là hết cái Long An là bị như vậy nha. Những một số ấp, một số xã thôi, một số vùng bị ảnh hưởng nặng nề thôi. Còn ra khu vực thị trấn này kia nọ, thành phố thì vẫn bình thường, nước sinh hoạt vẫn bình thường nha. Chỉ có khu vực vùng hơi sâu chút xíu bà con đời sống khó khăn thôi. Mấy con ốc, mấy con gì nó nhỏ nó dạt vô bờ, chắc mình nghĩ là nó nóng quá nóng thành ra nó mới dạt lên cặp mấy nước trên đây nè. Nhóc hết trơn, đen gịnh hết trơn kìa.
con đang lấy nước ngọt. Tới tận nhà luôn rồi. Cái này là xe bồn chạy về tới nhà luôn rồi hả cô? Là ra ngoài trước là lấy nước rồi, vậy là khỏi chở ha. Cho dạ, mấy xe người ta làm từ thiện ha. Được mấy ngày vậy rồi? Được mấy ngày vậy rồi cô? Mà không, mới có ngày nay quá. Mới có ngày nay người ta chạy vô tới nhà hả? Hồi nãy giờ hai xe rồi, hồi nãy giờ coi với kia nãy 5 xe. Dạ. Ở đây bà con mình bị thiếu nước bao lâu rồi cô? Thiếu nước này tháng mấy rồi? Tháng mấy hả? Vậy là mấy xe bồn này mới có bữa nay à? Mới bữa nay à. Có cho. Vậy là cho miễn phí. Hôm nay đi xe ba đi chở được hai chết luôn. Rồi giờ lúc trước khi có mấy xe bồn vô đây thì bà con mình sinh hoạt như thế nào? Xe bồn vô người ta bán đây mua. Bán hả cô? Ta bán một khối rưỡi vậy là 300. Một khối rưỡi nước là 300 ngàn. Khối rưỡi nước 300 rồi mua là... xài. Giờ cái giờ sao không có xe nữa đây xuống cho. Ta cho miễn phí luôn. Mới cho bữa nay quá. Là bữa nay mới được cho miễn phí. Trời vậy đời. Là mấy hôm trước tính ra một khối thì khoảng bữa chị bơm là một khối rưỡi được 300. Một khối rưỡi 300. Rưỡi là 300. 250 ha, một khối. Vậy là một khối thì khoảng hơn 200 rồi. Bữa nay mới có miễn phí đó. Dạ. Một khối rưỡi nước hơn 300 ngàn. Giá mấy chú này hỏi mới cho bữa nay. Mới cho. Rồi quá bà con quá mừng rồi. Hôm nay bà con mừng lắm rồi nha. Mừng quá. Cái hổm đang có là hơn 200 hả chú? Đẩy gần chết luôn. Chị với dùng sâu trống hả chị? Dạ tôi dặn lắm. Rồi mấy ngày trước là chị xài nước sao? Trời ơi đi đổ kêu xe đổ vô. Kêu xe đổ vô. Rồi đi chở người ta. Tốn phí không? 200 bồn. 200 một bồn là một khối là hai khối. Khối á. Một khối là 200. Đổ hai xe, bốn khối. Nhưng mà hôm nay thì được miễn phí ha. Miễn phí bữa nay được. Rồi bữa nay chị mừng không? Mừng quá cho mừng. Thấy mừng quá, đẩy gần chết luôn. Bữa nay quá mừng nha, mới được bữa nay là ngày đẩy đầu. Đẩy xe vừa vô cỡ nào phải đẩy vô chứ. Cỡ nào cũng đẩy vô tới chứ ha. Không đẩy nước là sao? Nước không xài. Đây là vô những cái thùng nước nè. Quá trời quá đất. Quá trời bà con mừng ngay. Mà trước khi được cho như thế này nè, còn mình mua vô có đủ xài không chị? Hả? Trước khi mình cho miễn phí nè, mình mua có đủ xài không? Có không đủ nữa. Vậy là 3-4 nhà trong đó mà. Vậy một ngày mình phải tốn khoảng bao nhiêu để mình mua cái nước này để mình sử dụng? Ngày hả? Dạ. Ngày phải mấy can mình? Mấy can là khoảng bao nhiêu tiền? 50 ngàn. 50 ngàn. Rồi vậy ngày phải 50 ngàn ngày. Vậy mấy một ngày khoảng 50 ngàn. Những mấy người mà ví dụ mấy người mà khó khăn mà đi bán giấy số mà chắc cho ở dơ luôn chứ xài gì nói. Dạ ở dơ. Tại vì 50 ngàn, 70 ngàn. Còn cơm gạo đồ nữa. Khó khăn. Hôm nay 3-4 ngày mới giặt đồ ngày đâu dám xả gì đâu. Trời ơi. 3-4 ngày mới giặt đồ một lần. 3-4 bữa mới dám giặt một bữa vậy có con nít nữa. Dạ. Hai đứa con nít nữa. Dạ quá mừng rồi ha. Quá mừng rồi. Quá mừng rồi. Để tạc nha. Mới cho bữa nay à, mỗi bữa mua không? Bữa nay là ta cho mỗi bữa mua không em? Thấy mấy cái gạch, mấy cái kinh mà ven đường này là khô nước hết trơn rồi con. Có cá nó vô người ta, chứ không có nuôi. Rồi cá kiểu như vô mấy cái gạch đó ha. Rồi nước nó cạn hết thì là cá nó chết hết rồi con. Không có nước cạn cũng còn ít ít chứ gạch á. Dạ. Nước cái nó. Hả? Đây sáng tới giờ. Rồi sáng giờ là cô đợi tới giờ mới được nước nữa hả? Tại về mấy ông mới mà chở dưới 5 tiếng rồi. Đợi sáng tới giờ luôn hả? Nó chạy ngang phải canh từ sáng giờ á. Trời ơi, trời ơi. Để thùng mà thốt lớp lớp luôn. Trời ơi, đợi. Sáng giờ mới được 2 tiếng mà. Giờ này là 4 gần 5 giờ chiều rồi. Đợi sáng tới giờ. Đợi sáng tới quá giờ. Trời người đợi rồi. Sáng à. Giờ hả? Có mừng quá trời mừng. Dắt phi dắt bụng rồi ra cái nào dắt dễ thì ra hết. Dạ. Người nào biết chở chị đi lên cây nước xa chở mua về. Mua cái anh chở nó nè. Đó.
đó chở về đó. Không biết chở gì không, cái xe sao chở đẩy thì đẩy được. Xe cứu này có xe chở thử có ta chở chở đó. Quá mừng rồi, rồi lấy mấy thùng xốp hứng nước hứng rồi ta vô rồi đời. Có thùng nào đựng thùng đó vậy đó hả? Có thùng nào đựng thùng đó. Vậy là không có cái phi lớn. Có nghĩa giờ quá mừng đúng rồi, bây giờ thùng đem qua là trời ơi. Quá mừng rồi, có cái gì chứa được là lấy ra chứa ha. Trời ơi, dắt từ quá cầu gần chết luôn. Cái thùng này của nhà nước hay của dân mình? Nhà của đúng mình, nhà của mình, có gì lấy ra có gì. Đem qua đây đỡ rồi ta đổ nước vô. Trời ơi, mừng quá trời mừng. Quá mừng rồi. Này dắt vô từ đây tới tối. Nghe người ta chia sẻ ngay cái thời điểm mà thiếu nước bà con của mình khó khăn dữ dằn luôn. Quá trời ơi, khó khăn không có nước, có sông đó, ta bơm nước nữa. Nước này sập này, nước này uống được luôn á. Nó nước Hà Lan nó uống. Ở chỗ người ta kém nữa, người bơm người không. Dạ. Không có ống đâu ta kém nước. Không ống kéo vô ha. Đâu phải mua. Ở ngoài đây thì họ phải mua mà lúc cái lúc mà mua là có đủ không chị? Hay là khi có khi không? Mình để người ta là hơn nửa hồ, nửa hồ là 200 ngàn. Phải tắm cho tắm nữa. Có dám có khi người luôn ta 2-3 ngày tắm nữa hết. Vậy hả? Đôi miếng cái giờ rồi. Sói công ty tắm công ty đi. Rồi rồi. Sói miếng này sao sạp chú? Chứ già sao không có nước? Sao giờ? Giờ có nước tắm không? Đem đồ vô công ty tắm xong về. Đỡ đồ luôn. Chứ đâu phải mà năm nay hạn hán gì mấy năm trước có gặp ông trạng này không cái năm nay là chứ nó chứ nó có mấy năm trước thì không có vị ha chị. Mấy năm trước nước cày ta là thoải mái. Mấy năm nay nghe chú nói mà để thương ghê luôn. Tắm thì năm nay mà vậy có nghĩa là năm nay biết quý trọng cái giọt nước ngọt này ha. Mỗi năm thì xài thoải mái phải không? Dạ thì mình... mỗi năm thì cứ xài cây nước thoải mái. Ta cho mấy thùng miễn phí mua mấy cái can này nè, ba mấy ngàn cái này cũng phải đi mua nữa. Thế giờ mới mua luôn, mới mua còn chữ luôn nè, ba ngàn cái. Ba ngàn. Mua 2 cái chở. Ba ngàn cái. Tại đàn bà mà đâu chở thùng nặng nổi, mua nhỏ nhỏ chứ trở về. Trời ơi. Lại đây đi dài dài vô đó là bà con của mình là không có nước ngọt để xài. Không có nước luôn. Từ đây không có nước luôn hả chị? Lúc trong sông sao mà chở canh dài nãy á. Xuống dưới kia còn thôi ơi tao cảnh luôn để thùng ngay cặp. Để thùng cặp đường đó chú. Chờ nước ha. Đây chạy đi co này nè. Là chờ xe nước vô. Chờ đó. Chờ xuống rồi. Sáng giờ chú thấy người ta chở xe vô nhiều không chú? Mới có chị nói đợi sáng tới giờ mới có chiếc này á. Dạ mới chiếc này vô đó hả? Có chiếc này là cho thôi, còn mấy cái kia người ta bán không? Mấy chiếc này là cho nè. Hồi nãy có chiếc này vô đó là ba tôi đổi. Đổi luôn ha. Còn có chiếc này sao chú này nói không cho à. Mừng quá trời ơi. Vậy là cái chiếc đó là đang đổi hay đang cho? Cái nhà bên đây nè. Anh lấy đây. Là chiếc trước đó đổi. Chiếc trước là đổi hay chị? Chiếc trước thì đổi đó. Chưa làm không ạ? Hy vọng là đây sắp tới là nước về nhiều dài dài. Nhiều mà miễn phí cho bà con. Đó, giờ có gì hướng đẩy. Sáng em đi bên Gò Công bây giờ người ta kéo cái xe bồn lớn về cho dân mình luôn á. Thùng tôm cũng đi lụm thùng tôm nữa. Thì có gì đừng đặng. Hồi nãy mình chạy vô có mấy cái xe bồn lớn là biết phải nước không? Hy vọng là nước lên cho bà con. Cho vui vậy. Giờ đẩy vô đẩy ra nữa. Đẩy vậy ha. Xe gùa đẩy nước. Mùa khô hạn mới thấy xe gùa đẩy nước. Qua cái cầu nữa khó lắm. Qua cầu. Rồi. Qua cầu tre nè đẩy. Rồi chồng đi làm mày không đẩy tiếp hả? Ổng đâu? Ổng đi mặn. Ổng đi mặn ở nhà vợ hứng nước. Vậy là bữa nay là có nước tắm thoải mái rồi ha. À nay tắm rồi. Bữa nay tắm thoải mái mát mẻ ha. Dạ. Tắm cũng có tắm về tắm chừng 2 ca thôi, bữa nay tắm 3 ca. Dạ, hồi cũng nay con hỏi thiệt mấy tháng mà thiếu xíu gì tắm gì có ngứa không? Hả? Có ngứa rồi khó chịu không? Không. Không không có đủ nước á. Cái nước này. Cái nước kia. Kệ chị vậy. Nó có cái nước đổi á, làm nó hơi làm như chắc nó bị với cái bồn hay gì á ha. Nước đổi nó hơi bị ngứa hả? À, hơi không phải bị ngứa. Có khi nào nó bị nhiễm mặn không đó không? Có nếm có đầu biết. Đổi vô hồ giặt đồ đạt có đâu. À dạ. Đâu dạ, có nếm. Tại vì con sợ. Cái này nếm nè, này ngọt nè. Sợ bà con mình không có đủ nước tắm, tắm ít quá đầu ban đêm ngứa ngáy, khó chịu. Nít nó ngứa đó. Dạ. Mà nước mình nước này nó sạch nè, nước không khéo à. Dạ.
Nè đây bưng vô. Chắc là làm gì vô đó. Chứ giờ nước xe đậu đâu thì không có rồi. Giờ là cái gì là cái khúc ở đây vui ha. Vui rồi. Còn cái khúc dài dài đằng kia là hiện tại chưa có nước. Ta đi chở đó. Dạ. Mấy người ta biết. Ta chạy ra ngoài tuốt mà đường lớn thì mấy cái hùng phi lớn nó chở về. Bộ này đi làm công ty con sáng nè, vừa người làm hai cái đứa công ty. Dạ. Không có nước thì chịu vậy. Ban ngày thì đi làm, về giờ phải canh nước. Làm công ty xi măng dưới đây nè, mới về. Dạ. Mới về 3 giờ nè, hứt được. Hứt gì nè? Ngon quá, 50 đôi. Có hai có khối mấy à? Hai khối mấy vậy ha? Hai cái mấy là mày xây đổ cái hồ luôn. Chỉ là xây hồ để giữ nước, lần là vô trù qua mùa nắng này xong là sẽ hết, là giữ chứ thêm nữa. Hiểu đâu có tiền đâu mà dám cái hồ đó là chú chứa nước mưa hay gì? Như nước mưa. Nước mưa, mưa vậy ha. Cái bơm nước cây lên xài. Rồi lại có thường vô cây nè, sao mà nay không có cây. Thường thường thì cây thì xả ra thì vậy xài. Là thường là tới tháng này là chú vẫn còn nước xài phải không? Là để bán đó. Tới tháng này như năm rồi là còn nước không? Còn nước xài năm rồi nước cây chảy xài. Vậy là nước uống mà vẫn còn nhưng mà thiếu nước sinh hoạt đâu, thôi. Cũng hết luôn. Hết luôn rồi. Hết rồi. Hết luôn hả? Nãy chú này sao chú này có tâm không? Ông nói nước này uống được rồi mới để đổ qua bên hồ không, kia không, uống. Không, nước mưa cũng hết luôn nữa. Bữa nay hết luôn ha. Hết nước mưa luôn. Chục ba cái hồ mà hết nước mưa hết trơn luôn à. Chục chiếc chắc coi được chú, coi chiếc này chú này có tâm. Yeah. Vậy là chục chiếc là bán hết 9 chiếc. À. Còn chiếc khó từ thiện. Có tâm. Họ mưa giờ đâu có hai đâu. Không hy vọng. Dài. Mấy em mà quay mà đăng lên nhiều là những cái đoàn từ thiện họ sẽ về đây, họ sẽ giúp bà con mình đó. Họ sẽ mang nước ngọt về á. Ở đây thì cũng gần với Sài Gòn đó. Để theo ảnh đi vô. Ta biết chở thì ta chở, còn mình không biết. Đây mang tới trong nhà là. Mấy cái nước vòng vòng dũng dũng ở đây là mặn hết trơn hả anh? Có miếng như vậy nè. Lát ôi đó nè, qua này đổ hết một hồ nè, có 200 ngàn. Hồ này không đầy nữa, ngày nãy đổ 100 miếng đó. Vô đây 200 ngàn mà chưa đầy. Chưa đầy đó. À. Nè đây lát ôi, khu em luôn nè, còn cái khu em nè, còn cái tí nữa. Còn cái này chú này... Chắc hết nước rồi. À, nước uống nè, mà bắt đầu chứa nè. Vậy đây, chứa này vô đây nấu nước uống. Vô này xài uống nè. Dạ. Đó. Chứa đó. Vất vả. Đúng rồi, năm nay khó khăn. Nước này mình xài được không? Hả? Không không, nước này mặn chát. Mặn lè hả? Mình ngoài có biển vô mà, nước biển vô. Đồng, dòng cỏ mà. Mình cũng đâu có tứ cây gì được đâu hả? Không, chết queo á. Tứ thì chết queo. À. Mấy cây nào ở cặp mé nó cũng được ha. Kẹt vô. Nước mặn vô lại chết mẹ nữa. Còn thiếu nước này thua. Nghĩa là thiếu cái gì thiếu, nhưng mà thiếu nước là khó chịu nhất. Đúng không? Thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu gì cũng có thể xây sở được, nhưng mà thiếu nước là thấy khó chịu nhất đúng không? Thiếu nước cũng không được mà thiếu gạo cũng không được. Thiếu nước là gước mình đó chú. Không, tại vì nước là một trong những cái thiết yếu hàng ngày của mình, nhu cầu thiết yếu quan trọng. Nước với gạo là quan trọng. Không tiền, không gạo thì mới có thể đi mượn, mình đi làm ra được. Mình không có xài cũng được, còn nước là mình xài ngay. Còn nước là phải có liên tục. Nhất là nhà của mấy em nhỏ. Từ nghiệp mấy đứa nít á, còn mình không muốn đánh đổi. Nhà mình có nít tên nhiều không chú? Hả? Có hai đứa. Hai đứa, 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 đứa mới đe xanh đó. Đứa nhỏ là cho nó tắm thả ra cho nó bé. Trời ơi, sáng được trong nữa. Nước trời đầy đầu nó thì nổi sải mua thuốc sải mà. Mình chứ không có tắm nhiều đâu, không có nước là tắm nhiều. Tiền nước không tắm nữa, nổi sải mua tiền còn dữ nữa. Tốn tiền nhiều hơn nữa. Rồi mấy em chia tay nha, vậy lắm em đi dài dài trong đây. Cảm ơn ha. Dạ, đi dài dài trong này nữa ha. Có gì cái ông họ bảy dài xe cho mấy em. Để mấy em mạnh thường quân ta thấy vậy kinh ta hỗ trợ cái dài của mình. Coi xuống dưới còn dữ. Dạ, để chia sẻ lên cảnh khó khăn bà con, để cho mấy mạnh thường quân ta coi, người ta
đem nước về ủng hộ về. Năm nay về chứ mấy năm trước đâu có hả? Dạ. Thôi em chào nha. Coi mình vô đây coi coi đó đó. Coi mẹo cái coi nè, thấy nè. Chú đổ vô trong cái hồ. Cái đi sâu vào phía trong thì khu vực cái đường lộ bị nứt rồi nè. Này các cái đường kinh gạch ở dưới mé quá. Khô hạn quá. Ồ, cái cầu bắt ra ngoài đường có nghĩa là nhà người ta có một cái con gạch, con sông chạy ngang để bắt cái cầu chạy qua. Bây giờ cái cầu khô hang khô gan rồi. Khô hết trơn. Cầu đi vô nhà của bà con nè. Đất nứt nẻ ha. Đây, cầu này là bắt đi qua sông. Nước đỏ dễ đắt hết rồi. Cái này là mình đang đi trên một cái con gạch. Bình thường ở đây là nước nha. Những hình ảnh như thế này hiện tại thì rất là quen thuộc với bà con này. Do ở đâu cũng bị khô hết, đất nứt nẻ hết. Ốc cá gì ở khu vực này mình thấy chết hết trơn. Cái kênh này nó khô nước này lâu chưa? Lâu rồi mà. Em thấy nó nứt nẻ hết trơn luôn rồi. Nè đường vô nhà chị hả? Dạ chị đây. Chị bên đây. Ờ, dạ. Chị dạ. Cái này mình có làm gì đó. À em đi quay cảnh đời sống mà con đang bị ảnh hưởng của khô nước. Khô nước không có một miếng nước uống luôn. Không có nước đó, uống. Là chị sắp thùng nè, để sẵn vậy chị bà đang con. Đang chờ hả? Đang chờ bà con có cho trời ơi không có một miếng nước luôn em. Ở trên kia mới có một chiếc xe đang phát miễn phí một chiếc duy nhất. Chị hồi nãy hồi trưa có xuống cũng phát miễn phí chị để thùng đó. Vì bà con ở đây giờ trời ơi không có một miếng nước luôn. Nay là chị đúng một tháng trời rồi đó. Đúng một tháng hả chị? Đúng một tháng rồi đó mà không có miếng nước ngồi rồi. Rồi đi lên trên trạm mà chỉnh nó bơm nó về xuống chở từ thùng. Chở từ thùng về xài em chứ giờ không có một miếng nước nào quá khổ. Hết biết nói. Nó sắp thùng để sẵn á. Dạ. Đó bà con cũng sắp thùng như vậy đó. Dạ sao đem vô. Chị có hay tin là bà con người ta chở nước vô đây mình sắp thùng sẵn luôn. Nhưng mà sáng giờ nước vô tới chưa? Có vô tới rồi, vô tới được 2 chiến. Được 2 chiến hả? Cũng chạy hết hết rồi, tôi đang quay nè. Cũng chợ hả? Rồi được 2 được hai chiếc nhưng mà bà con ở chẳng ấy cho chị ở đây thì được mấy thùng rồi. Về bà mấy em nói chị sắp thùng này sẵn thì có vô thì ta bơm cho. Hai thùng. Thì ở đẳng vô đẳng được xe rồi xe sao còn này cô ba hồi trưa cô ba được mấy thùng. Còn bên tôi rồi khỏi con miếng luôn. Rồi tới tuần lễ trước cô xài nước làm sao? Tuần lễ trước thì cô đổi chiếc xe đi vô 200.000 một khối. 200.000 một khối. Một hồ như 300-400. Một hồ là 400, hồ lớn 400. Là hai hồ hai khối là 400. Hai khối là 400. Hai khối là 400 là 200.000 một khối. Rồi cô đổi được một hồ đó là 400.000 cô xài tới nay như vậy đó. Sao thấy giá nước nó khác nhau ta? Em mới quay trên kia thì chị kia nói là một khối rưỡi là 350 của anh Duy. 300 là 350. Mình có sao nói vậy à? 300 phải không? Nó đổi mấy thằng ông nội này nó ông bỏ kia 300 rồi chị ở đây là một khối là 200. Một khối 200, hai khối 400. Khối là 200. Ừ. Ở đây mấy. Vậy là bên kia là hồi nãy em quay hình như là một khối rưỡi là 300 cái gì đó. Ở đây là đổi một khối là 200. Một khối 200, hai khối 400. Tôi bảo giờ không có miếng nước luôn cô bà. Trời ở đâu cũng vậy. Tôi đụng xuống ao rồi bên Tân Đại á, trên trường á tôi đụng xuống ao rồi. Tắm lên. Hỏi chú nước mà giờ cô quay ông. Sao? Rồi có mình tôi giờ ở đây thì chưa ai mà bển có mình tôi đụng mà giờ đụng xuống mẹ nó lấy nước lọc nó chơi luôn à. Rồi mấy con cái nhỏ nhỏ thì tội nghiệp. Có mình tôi à. Anh sống một mình ha. Không đã sắp thùng để sẵn mà có miếng nước nào đâu. Hồi chưa có vô đó ngay có vô tới đây. Vì đang chờ nước. Hai xe mà vô xe trước thì cô không có ai. Đợi đẳng hết giáo rồi sao sao vô đây có cho mà chưa được mấy thùng. Giờ giờ để sắp sẵn vậy chứ có đâu. Bí thì hỏng đó là không xe không có vô là không có một mấy miếng luôn. Là cái giai đoạn bí là cách đây là một tháng ha. Một tháng đúng rồi, một tháng rồi. Lúc đó thì không có nước mình làm như thế nào? Không có nước rồi đi đổ cái nước bình về á. Rồi xài chứ giờ sao vậy?
nước bình á, uống bình lọc mình uống á. À lấy cái bình lọc uống nước hả? Lấy nước đó là sinh hoạt luôn. Rồi nước nước đó sao giặt đồ được? Sao giặt đồ nổi? Để thôi đó, chừng nào có ấy là bơm, nhờ bơm sau đó là 200 ngàn khối đó rồi mới vô mới giặt. Mà 3 4 ngày mới giặt được lần. Hồi kia có nước rồi mà giặt mới giặt được không? Mấy ông nội xe. Bà bổ chết quá trời. Dạ. Tụi con ở đâu là? Dạ mấy em để quay quay lên chia sẻ cho bà con. Người ta coi nhiều cái người ta sẽ có những cái chuyến xe tình nghĩa ta về đây ta giúp chuyến xe không đồng về đây xuất miễn phí. Trời qua đất luôn đó, ta thùng để ta sắp hàng. Dạ. À giờ tối ta lấy vô bớt nè, cứ sắp hàng 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 để vậy đó. Ban đêm là cứ sắp hàng chờ ha, chờ sáng đêm luôn. Trời vậy. Lúc này là không có sợ ăn trộm lấy thùng nữa mà sợ lấy nước nè. Trời không sợ giỡn á thì ai. Chứ sợ. Mấy chứ còn ai lắm giờ. Bây giờ không có sợ lấy thùng mà lấy nước đúng không? Sợ ta lấy nước của mình đúng không? Nói ngang vậy đứa em đó xô ta thấy thùng là đó tự nó bơm nước vô cho mình mà. Ta cũng hả thương dân ngồi dưới đây khổ. Có thằng cháu nãy thấy khổ vậy đó nhỉ. Tới đây sắp rồi con nhảy vô cho cô ấy, chứ không có sao đâu. Khoảng thà không có nước, có nước là chia sẻ. Mà đâu phải sắp vậy chứ. Thì dưới này thì mấy cái người trên. Ta vô mà không có thì mình lấy chừng 2 thùng của khổ đó là ta chia sẻ cho ta lấy về nhà người ta. Đúng không? Dạ. Chứ không phải là mình sắp. À cái này là đó. Của mình anh chị hay là của mình chị nè. À. Nhưng mà thí dụ có bơm đại giáo thì cô lụm vậy. Chị lấy chừng 2 thùng còn kia người ta. Dạ. Người ta lấy, tiếp ta tiếp ha. Chia chia với nhau ha. Dạ. Chứ đâu phải mà nói mình hứng vô đây cái mình đem vô cái mình xài đâu, không có hứng vậy đó. Vậy bà con mà ở xa lợi ấy thì ta múc ta về ta vô cái bình vậy nè, vô bình là ta bỏ xe ta gửi về. Dạ. Còn chỉ chừng 2 thùng vậy là kể mình sống một ngày cũng được đi, đại khái nó vậy đó. Bữa nào tính bữa đó đi, bữa nào tính bữa đó quá trời. Giờ ai cũng vậy hết rồi. Đây dài dài vô trọng nha. Cũng dài, cảm ai cũng vậy chứ. Để em chạy dài dài vô trọng. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Mình sẽ đi dài vô trong để cập nhật tình hình đời sống của bà con. Chờ lấy nước hả dì hai? Nóng nè, thịt da xối bậy thích chứ không dám tắm nhiều nữa đâu. Nóng quá gai, xối bậy một ca hả? Chú nhắm dày đây mà ở nhà ba người làm sao tắm. Dạ. Thì nấu ăn là giữa mặt. Dạ, khó khăn quá ha dì. Rồi có đứa cháu ngoại học lớp 4 chiều nó về nó tắm cái nửa tuần này tôi nói không chết tao rồi. Nước đi sinh chứ phải có ai đổi đâu. Dạ. Thằng này nó chở không đa, nó làm ngày được lưu. Mình lên mình xin nó. Nó cô không có lên đi, thấy bà già tội nghiệp quá đi. Tôi ra ngoài tôi đẩy 2 đồng nước này về chôn luôn. Mệt lắm, đó ra đây mà mệt rồi nè. Dạ. Nhà gần ở đây không gì? Đang giờ đẩy lên đám dừa này nè. Đó. Dạ. Cô ở trên trò nhỏ. Có nghĩa bây giờ là lớn tuổi rồi đi lại mấy cái chỗ mới chạm bơm không nổi. 73 tuổi. Bây giờ là phải lại ngay những cái nhà của hộ dân mình có mấy nước mình xin có lại. Ông đa người ta chở đó, người ta dạ. Thương. Ta thương. Ta nói thôi bà đừng có ra ngoài tôi đi đám ma bà nhiều tiền lắm. Bà lại đi về chiều tôi cho bà 2 thùng. Rồi thì ngày nào cũng được 2 thùng hết. Hồi chiều qua cho 2 thùng, bữa nay nên ngại không có xuống, lại nó nhắn ra ông nãy nó nói bà tác xuống tôi cho bà 2 thùng, ông gì cũng kêu. Dạ. Ông nãy đó. Dạ. Bây giờ gì ra đây chờ hả? Chào gì rồi nè, về giờ tới sáng. À xin rồi ha. Xin rồi, ngày mai người ta có. Nghĩa là thấy gì hai 70 mấy tuổi rồi. Ôi con xin lỗi, có gọi là bà hai mới đúng, bà hai 70 mấy tuổi rồi. Thấy bà hai lớn tuổi quá rồi, không có cho bà hai đi lỡ đừng kia lấy nước mà tự mình lấy rồi cho bà hai lại luôn. Tôi đẩy vô ngoài tôi xin rồi, tôi để lên tôi không đẩy gì được. Dạ. Bà hai là người địa phương ở đây. Ở đây luôn hả bà hai? Người địa phương từ nhỏ tới lớn luôn hả? Đây Tân Hòa. Dạ. Tân Hòa này lớn lắm, đi tới dưới bến cảng luôn đó. Dạ. Mà sao không có năm nào mà khổ như năm nay chú ơi. Dạ. Tôi hết gạo tôi đi mượn đỡ 1 ký 2 ký chứ nước và mượn không ai coi. Dạ. Đi lại về phải nói tôi thấy xe nước tôi mừng mà. Tôi nói trời ơi ước gì mình được lưu vậy mình tắm cho nó khỏe. Hồi đó tới giờ chỉ ước có tiền thôi. Mà bây giờ lại ước có nước. Bây giờ ước có nước nè. Trời hầm này có thể chết nữa nè. Dạ. Tối nực phải ra tắm 2 phút mà bây giờ như vậy này nhà ba người giờ tắm sáng lấy gì nấu cơm. Khổ lắm chú ơi, bởi tôi nói tới nước mà cái thằng em tôi nãy nó đứng để nói bà chở nước về bà khóc mà ai dám tắm. Chở nước chở tao mệt. Lát nè tôi lại chiếc xe này tôi xuống dốc chú thấy có bữa tôi té chiếc xe này nè. Xuống dốc rồi té đổ đó đó ôm lên xuống thành ra phải làm vậy nè, nó có té nó không bung ra. Thôi, từ từ vậy nè, trên cái mình thả xuống. Bây giờ là phải sợ nước nó dắn ra là phải... Dắn ra về tới nhà nó cạn sao. Dạ. Gần ở đây không? Tụi con đẩy tiếp cho bà. Thôi. Nè, chúng coi nè, nó đẩy ngó lên cái đám dừa này lúc kia chẳng đó.
Để không, tụi con phụ đẩy tiếp cho. Thôi. Đẩy đi, con, rồi, đẩy chú ngó chừng tôi có té, chú lợi chú đẩy giùm dạ. Măng ơi. Rồi đi từ từ thôi bà ơi. Dạ bà tới dốc đi rồi hai anh em con đẩy phụ cho. Để hai anh em con đẩy xuống xuống dốc cho. Còn đứng đây đi ra mà sao không đi nó mất rồi. Giờ thì anh Ngọc thấy bà cụ lớn tuổi nha, đẩy tiếp bà cụ xuống nè cô chú. Đúng là dùng này nó rất là khó khăn luôn. Tôi đẩy tôi qua cái thẳng đi tôi đẩy được. Trời ơi. Trời ơi, nhà mấy cái dừa luôn hả? Đó nhà mấy cái dừa đó. Vô nước mình xài pha không chú ơi. Thấy bà đi thấy tội nghiệp lắm cô chú, 70 mấy tuổi rồi, lớn tuổi rồi. Mà đây có nước là quý lắm đó. Giờ anh Ngọc đẩy tiếp bà vô nhà luôn. Anh Ngọc vào đó giờ có đẩy xe gùa không mà đẩy ngon lành vậy ta? Ngon lành cành đào vậy? Đào giờ không có biết đẩy. Vậy hả? Vậy mà đẩy vậy là ngon lành rồi đó. Dở lại là đi hả cô? Nha. Yeah. Rồi ông đẩy lần đầu tiên mà ông cũng điêu luyện dữ á. Ở nhà cô bên nhà lá đó hả cô? Đây nè. Đây đây hả? À. Dạ. Rồi để đó đi. Con để vô đây nè, thấy thùng phi mà cô để vậy nó không chảy luôn nè, thấy chưa? Dạ, không chảy nước luôn. Rồi để đó đi. Bà nó chỉ đây con để chỗ cho. Còn mưa xuống tiếp là cái nổ lắm. Được, để vô rồi giờ tới để tới chỗ nào. Để vô tới chỗ luôn. Đi đặng thắng có nấu đồ. Dạ để nước ra. Dạ. Vậy là đi tới luôn. Nó bá là sáng mình bưng đó mình. Ờ bà nấu ở đây ăn luôn. Rồi để đâu con mưa xuống cho. Bỏ đậy đó từ từ đi ha. Chú mà lạng quạnh nổi mà thanh niên mà. Để đậy đánh đi. Thanh niên mà. Bưng sao chứ không bưng. Yeah. Trước nó đổ thấp nè, thấy không? Thấy chưa? Cái bình này con biết. Cảm ơn. Thấy chưa? Ý là gì mà còn chảy nước rồi nữa đó. Đó. Nè. Rồi có dời đâu nó không có dời. Thôi không có dời vậy đó. Ngày làm kiếm thôi. Nặng lắm giờ không nói. Không, để nó đi rồi ta kia rồi đó ta nấu. Kìa. Thấy bếp đường ta đó nó đi đâu nó. Dạ. Con thấy mệt rồi nói chi. Cô đổ mồ hôi bà nha. Hai 70 mấy tuổi rồi. Đó, chưa? Nấu lá không hà. Dạ. Nó bếp lớn bếp nhỏ cô nấu đó. Thôi giờ. Mai mốt cái mình nhờ mấy người hàng xóm đi bà Hai ơi. Nhờ gì ai người ta cũng khổ chứ. Dạ. Người ta cho nước mình chứ, vậy là quý rồi. Nó chứ bà Hai lớn tuổi mà đẩy. Chú mệt nè thấy không? Dạ con trẻ con còn mệt mà. Mà bà Hai 70 mấy tuổi cũng nguy hiểm lắm. Thôi có ai gần gần thì kêu người ta tiếp cũng già kìa đẩy gì. Dạ bây giờ xuống sửa nha. Chú thấy chú chở nước mà chú té cái thùng bể này, chú thấy cái đoạn thường chưa? Chở nước mà té bể luôn hả? Cái dốc này đó. À, rồi bà Hai có sao không? Không có sao, đổ nước không còn xài thôi. Cái thùng luôn rồi. Cô chú anh chị và các bạn thấy thật sự cái thùng đó khó này. Khăn mặc dù đã hỗ trợ nước trên đường để cho bà con ra đó lấy xuống, nhưng mà đối với những hộ lớn tuổi như bà Hai đây thì phải nói là thiếu nước là không phải là vấn đề, nhưng mà về sức khỏe rất là nguy hiểm khi bà Hai phải đẩy cái xe gùa từ ở trên lộ đó. Bố chồng người ta mới trải nghiệm từ trên gỗ đó xuống đây rồi thở hì hì rồi. Dạ. Mà chú thấy mệt chưa? Dạ con cũng hy vọng cho. Giờ chú cho tôi biểu tôi đẩy ba chuyến tôi làm sao tôi đẩy nổi nè. Không được đâu bà Hai, nguy hiểm lắm. Cái gì cái sức khỏe tôi cái của mình là trên hết. Dạ. Con hy vọng là hai chú không? Nước sẽ sớm truyền. Cái nước cái này khai không được là chú biết không? Dạ. Nhà có cung tên không? Có nước mua tua không? Để bà Hai. Mình vô đóng mấy triệu bạc mà giờ nó không chảy nè. Dạ đóng không chảy. Dạ con giờ hy vọng làm sao mà nước là nước cây nó chảy tận cho tới chỗ bà Hai sử dụng đi. Từ hôm Tết nay có với mưa. Từ hôm Tết tới giờ luôn hả bà Hai? Ừ, giờ mưa chắc lúc đó tôi chết rồi. Trời mà đợi ông trời mưa cao thấm thấm nè. Không có mưa chưa mưa đâu. Tết là 4 tháng rồi. Năm nay là sao mưa trễ nữa mà lại hết nước sớm nữa. Thường có cái ao này tắm đồ được mà chú coi giờ nó cạn vậy. Ao này cạn. Ao này có bị nhiễm mặn không bà Hai? Nhiễm mặn đó. Nhưng hồi mà mưa thì mình rửa chén đồ được mà giờ ngày nó sắc nó mặn. Lúc mưa thì nó lỡ. Giờ mặn khác.
hồi vô mấy triệu bạc mà trên đó kéo gì đây kéo ống ngoài mấy triệu bạc bây giờ không có giọt nước nào luôn. Từ hôm Tết nay không có chảy giọt nào. Tôi mới nói với xuống dưới phải biết vậy để lần đổi ngày một bồn vậy đó, cái mượn cái hồ ta đổ vậy đó, mình xách lần thùng hay thùng về xài. Yeah. Giờ phải đi xin. Dạ. Yeah. Xin ta sức cha trẻ người ta chở ngại luôn. Yeah. Hay luôn vậy đó, giờ mình xin lại. Dạ. Yeah. Thôi giờ chịu khó đi xin đi bà hai ơi. Dạ chứ thôi mình gán chờ để con nghĩ chắc là bữa nó mưa xuống rồi mình hứng nước mưa mình xài. Sáng mà tôi thấy xe nước. Dạ. Chạy trên đó hả, tôi thèm trời ơi, phải mình được dài luôn vậy trời. Dạ. Thôi chịu khó xin với nhờ đây chứ. Bà hai lớn tuổi rồi, hạn chế đừng có đẩy xe đó nghe. Dạ. Chú thấy tôi đẩy đi vậy đó mà té bể thùng từ bữa tới nay mấy thằng mà ngoài nhà nấu ăn đó. Trời ơi tội nghiệp bà, chạy ra đẩy giùm bà, mình ngại. Mỗi bữa nào chiều mình cũng chở vậy mượn quà ngại lắm. Dạ. Thôi giờ ngại không sao hết á. Ngại không có sao đâu. Đứa quan trọng là cái sức khỏe của mình đi. Bà đẩy nước nữa tụi bay ơi, đẩy xuống dốc giùm bà. Cũng như chú hồi nãy tôi đâu dám mượn, chú đẩy giùm mang ơn chi. Dạ. Mình mượn gì. Thôi tôi con thì đâu có sao đâu, con chỉ dụ con có duyên con gặp bà hai con giúp lần thôi. Mai mốt thì có ai đâu giúp. Dạ. Thôi giờ cố gắng nhờ đừng ngại nha. Nghe bà hai. Dạ đừng ngại nha. Dạ. Có gì con đi ngang đây con ghé con thăm bà, chúc bà sức khỏe nha. Dạ. Con chào bà hai. Mấy năm trước cái đây là hồ bình thường là nước ngập tới đâu bà hai? Ngập lên tới miếng cỏ này nè. Tới miếng cỏ luôn hả? Tháng mưa lại ngập tới đây nè. Rồi đây xuống vực xuống đó khoảng mấy tấc nước. Sáng đêm mà có nhiêu vậy xài gì? À cái nước là nước cây của mình đó ha. Nước cây đó. Nước cây bây giờ là ban đêm á, chứ giờ nó đâu có gì giọt nào. Nó chảy ha bà hai. Ban đêm nó nhiễu rồi nè, nó nhiễu. Nó nhiễu vậy. Sáng đêm mà. Nhiễu cũng như mấy người nấu vụ rồi đó. Trời ơi, còn đâu? Không được hai ca nước nữa. Mình sao giữa mặt. Dạ. Yeah. Đây là cái ao. Này có thả cá xuống không bà hai? Cá ông nãy ông nuôi đó, cái ông hồi nãy nói chuyện với cái này nè. Dạ. Ông đi chơi với chú kia rồi. Vậy là cái ao này cũng thả cá nữa ha. Không vậy chứ sáng mình đẩy sớm giờ. Dạ, sáng đẩy sớm nha bà hai. Nó nói là quá khó khăn. Đây, ao nào giờ cá cũng chết, này là con cá rô nè. Con cá rô nè. Nói con cá rô trắng da luôn, không có nhìn ra được con cá rô nữa. Còn đây nữa nè. Cá nè. Con trâu nữa bà. Đây là ông hai, ông xã của bà hai. Bảy mấy hết rồi đó. Bảy mấy hết rồi. Là ông đều tôi ông có lên vô tiếng rồi. Được lên vô tiếng rồi hả? Nãy em có. Giờ trong nhà có đó. Người trẻ này không ông hai? Có người trẻ tuổi nữa không? Hay là chỉ có trẻ tuổi đi mà giá không có. Dạ. Con của ông hai á? Con bảy đứa gả cưới. Hả? Dạ. Con giờ gả cưới hay hết hay giờ? Giờ có nghĩa là còn có với bà à, với đứa cháu ngoại. À. Còn vậy ông giỡn tôi. Hai bà già với một đứa cháu. Đứa cháu mấy tuổi ông hai? Học lớp 4. Học lớp 4 là 9 tuổi, 9 10 tuổi rồi. Bởi nó tắm nó gội đầu ngày nào tôi. Thôi ông hai. Sao mà vì sao đẩy xe nước nổi? Hả? Chừng không biết rồi. Dạ. Chừng không biết lắm rồi. Thôi gắng nhờ mấy người trẻ đi ông hai bà ông hai ơi. Đẩy chậm gì chậm. Dạ. Con nãy tôi đẩy đó. Con phần hết mấy chú. Dạ. Hai giờ trong giờ. Nó đi mà con giáo rồi. Dạ. Nhưng mà cảnh cảnh khổ những người già. Nó có tư của phần ở gì hết thì chú ơi. Dạ. Nhưng mà theo kinh nghiệm của ông hai với bà hai là lọt qua tháng mấy mình sẽ có nước xài lại. Thường năm là tháng 3 này nè, mùng 5 này là có mưa một hai luôn nè. Là trong bây giờ đổ mưa xuống mấy mấy có nước. Bây giờ mà thường mấy năm trước là tháng mấy đó đổ mùng 5 tháng 3 này có mưa. Tháng 4 âm lịch đó. Tháng 4 âm lịch ha. Có tháng 3 mưa rồi ông. Năm nay thì bây giờ bắt đầu qua tháng 4 mấy có nước lên dài. Ông hai là sinh ra và lớn lên ở đây luôn hả ông hai? Hả? Ông hai sinh ra và lớn lên ở đây luôn hả? Ở đây à. Rồi từ nhỏ tới lớn tới giờ là có cái năm nào như năm nay không ông hai? Hả? Hồi đó tới giờ có năm nào giống như năm nay không? Không thấy tới giờ hả? Nóng nực mà hết nước mà. Nhưng mà có nước có đương như mà nước từ khô cằn mà nhưng mà cái chuyện mà nước mà cái nguồn ở trẻ này là không có chứ ở đây nước thì ấy, qua lọt qua tháng 4 tháng 3 thì ấy là tháng 3 mấy mưa tam giác
Có nghĩa là khô hạn vẫn có nhưng mà chưa có tình trạng là mất nguồn nước cây. Chưa có cái bây giờ là như là cái hồi đó giờ qua ở đây là không có thấy là tình trạng nào như năm nay hết. Quá khắc nghiệt luôn không? Nhớ 28 Tết mà lo đi chở nước về được lưu đặng con cháu về có rửa mặt. Nó về có từ giờ hạn cấp Tết tới giờ. Từ hồi Tết tới giờ lận hả bà không? Vậy là lâu rồi. Vậy là lâu rồi. Nước này nó không chảy từ hôm Tết. 4 năm tháng rồi. 4 năm tháng rồi. Đó mà họ cho nên á hổm treo lên mé gò mà tôi ổng mới cắt bỏ. Đây nói với chú cái nguồn nước nó ngập là cả này là không có bơm ra không có vô ra thì hôm nay nó sắt còn vậy đó. Sắt. Dạ. Ngoài này với trong đó đều đầm ngập lé đé hết mà giờ nó phải. Dạ. Dạ. Giờ điên chảnh đồ phơi chà trên đó nó lên tắm cái rồi thay đồ giặt cái chảnh bộ đồ cái máng cái đắt về. Ôi, dạ. Nó mấy chú ở đây thì không có nước mà bên kia có nước. Mình cái cây của bên kia chảy. Cái ống nó nằm ở ngoài khác lộ đó mấy dạ. Ở gần thì có. Vậy là không có đồng loạt hết chỗ có luôn. Chỗ không. Còn mình ở đây xa là ông ngoại ta hút kéo rồi. Dạ. Cũng như cái đường ống ở đường bên có mà bên này không có. Dạ. Mà ở cái gần độ mới có thì vô chỗ này. Cái ông hồi nãy là nhà ông đây nè, ông dạ. Chủ tôi chị giờ mua cái thùng phi cái đem để ngoài tối mình ra canh thôi cậu ơi. Không lên đâu, cái thùng phi mình cao lắm không lên. Giờ tôi chị mua cục ống về để cái thao tôi chị hứng. Hứng thì sáng tính toán nha. Mà nè ổng nói thôi khỏi làm ngoài để ông làm đó có giọt nào đâu. Giờ gớt không luôn có giọt nào. Thôi con chào ông hai bà hai. Tổng nghiệp chú đưa dạ, chú không, vô tới đây đó. Không có gì đâu. Chúc ông hai bà dạ. Hai thật nhiều sức khỏe nha. Hy vọng nước sẽ dồi dào với ông hai bà hai. Hy vọng sẽ nước sẽ có sớm mà nhất để phục vụ cho bà con mình. Sao mà cung cấp không đủ dạ. Thiệt. Mấy đứa con tôi nó về chủ nhật nó ở trên bãi nó về nó thấy nó thương trời nước con chảy quá trời á. Đây 16 ngàn khối tôi nói 20 cũng được. Mà không có nè. Dạ. Rồi con nghe chào tạm biệt hai dạ. Ông hai bà hai. Chở nước giật ốm luôn chú. Dạ, chở nước giật ốm luôn rồi con chào ông hai bà hai. Dạ. Không ăn nổi, dạ. Ăn không nổi luôn. Đúng rồi là mệt, kêu nãy sắp ăn cơm đâu có nổi đâu. Dạ. Bả mát đó mà đẩy hồi nãy ở trên đó lên tới độ đổ dạ. Nhờ chú này chúng tôi dạ. Tôi vô mặt mà tôi nước không. Dạ. Rồi con đi nghe bà hai, con đi ông hai. Dạ. Chúc sức khỏe tôi nha. Sức khỏe. Dạ. Rồi mấy chú đi về chứ quê mình ở đâu? Dạ con quê ở An Giang lận. Dạ con đi vòng vòng. Dạ. Trời lên thấy bà con ở đây thấy thương quá em. Dạ. Bên đây một ao, ao này của bà hai chỉ thì bên đây cũng một ao cũng chơ đáy luôn. Ao này không biết là nuôi cá hay là chỉ là nuôi cá rồi, tại vì nuôi tôm sẽ có mấy cái bao người ta lót á, này chắc hồ cá cạn chơ hết luôn rồi nè. Đó là những hình ảnh mà Bước Chân Miền Tây đã ghi nhận được ở địa phận Cần Giuộc tỉnh Long An. Trong mùa khô hạn năm 2024 năm Giáp Thìn này, phải nói là biến đổi khí hậu mang lại quá nhiều khó khăn cho bà con, đặc biệt là những người lao động, những người lớn tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề của những cái biến đổi này. Cuối cùng thì Bước Chân Miền Tây nói lời chia tay và khép lại video ở đây. Cảm ơn và chúc sức khỏe và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để lại một like, một bình luận để ủng hộ tinh thần cho Bước Chân Miền Tây. Tạm biệt tất cả mọi người.